Chào tất cả anh chị và các bạn. Thì ở đây là tôi đang đi bảo dưỡng, bảo hành công trình của công ty cổ phần mái nhà Việt. Đang tiến hành thay cái viên ngói này. Thay cái viên ngói này thì các bạn hãy xem cái quy trình cụ thể của cái viên ngói này như nào nhá. Nó chỉ hơi lấp một tí thôi nhưng tôi sẽ thay. Đó, thì đầu tiên là các bạn hãy đập cái viên ngói này ra, đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Đấy. Đó. Cái công trình đã thi công cách đây mấy năm nhưng mà bây giờ là được 2 năm rồi. Đó, các bạn hãy thay và lấy cái viên ngói cũ ra, đúng không ạ? Vít dưới đây phải lấy vít ra. Đấy, và phải lấy vít ra các bạn nhé. Lấy cái vít ở cái viên ngói này ra thì mới lấy được tất cả những cái mẩu ngói này ra. Ở đây trước là sử dụng ngói GSC của Nhật Bản các bạn nhé. Đấy, chúng tôi làm cái video này để các bạn nếu mà khi chúng ta làm nhà mà chúng ta làm cái phần mái có sử dụng cái ngói bắn vít như thế này. Đấy, thì các bạn cũng biết cách quản lý khi mà công trình mà đó, đây là cái viên ngói có cái vít, đúng không ạ? Chúng ta phải lấy hết ra các bạn nhé. Chúng ta biết cách để chúng ta thay thế, đúng không ạ? Thay thế sửa chữa khi mà cái mái của chúng ta mà nó có vấn đề, nó có sự cố, chúng ta khắc phục, đúng không ạ? Đây là cái câu hỏi mà cũng rất là nhiều người cũng hỏi chúng tôi về cái cách làm khi mà mái mà có những cái vấn đề, đúng không ạ? Đấy, cũng có thể là do lỗi từ nhà sản xuất, hoặc cũng có thể là do những cái người thợ thuộc các cái mảng khác, ví dụ như là sơn bạc gì đó, người ta đi lên thì người ta không biết cách di chuyển thì nó sẽ bị lứt một cái góc rất là nhỏ xíu thôi. Đấy, nhưng mà khi chúng ta muốn thay thì chúng ta phải biết cách, đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Đó, đầu tiên là sau khi mà chúng ta đập và chúng ta lấy hết toàn bộ cái phần ngói của cái vị trí mà viên ngói này ra thì chúng ta tiến hành sử dụng một cái viên ngói mới các bạn nhé. Đấy. Những cái viên hàng dưới các bạn có thể thấy là khi tháo ra thì đều đã bắn rất là đầy đủ vít này. Đây, bây giờ là lấy anh em thợ lấy một cái viên ngói mới thì cũng rất là đơn giản đó. À, như thế nào anh nhỉ? Mình cứ đập cái ngàm này thì ở bên dưới nó chấn viên ngói lên anh. À rồi, tức là nó bị chấn viên ngói lên thì chúng ta sẽ đập một chút của cái ngàm này đi. Đập một chút của cái ngàm này đi nhá. Đó. Để chúng ta đút cái viên ngói vào nó dễ hơn, đúng không ạ? Còn xung quanh chúng ta đều có những cái viên khác nó rằng hết rồi, cho nên là các bạn không lo lắng là cái viên này chúng ta không bắn vít hay là bắn vít nó có ảnh hưởng gì không, đúng không ạ? Đó. Chúng ta sẽ gài cái viên ngói này vào các bạn nhé. Đó, và khi mà chúng ta gài cái viên ngói này vào xong thì đối với lại những cái mái mà hệ dàn không gian ấy thì các bạn có thể, nếu mà các bạn thực sự cẩn thận thì các bạn có thể thêm buộc thêm dây vào trong các cái lỗ vít này và các thanh mè. Còn thực ra đối với những cái mái như thế này thì tôi nghĩ là không cần. Đây, các bạn kê hai cái viên ngói hai bên lên nhá. Kê hai viên ngói hai bên lên và các bạn đẩy cái viên ngói này vào. Đẩy cái viên ngói này vào trong. Đó. Kê hai bên lên. Sau đó là sử dụng lực đẩy cái viên ngói này vào trong. Đó. Và các bạn điều chỉnh, cân chỉnh lại cái viên ngói làm sao cho nó thẳng hàng. Đó. Nó thẳng hàng nhất có thể. Đấy, chúng ta kẹp vào, chúng ta kéo ra. Đấy, làm sao cho nó vừa bằng cái. Nó rất là chặt các bạn nhé. Đấy, không cần bắn vít đâu nhưng mà cái viên ngói này nó rất là chặt. Đó. Thì khi mà các bạn mà lưng cái thiết bị kê lên thì cái viên ngói gần như là quá chắc chắn, đúng không ạ? Đấy là cái cách thay ngói rất là đơn giản và hiệu quả, và các bạn có thể tham khảo áp dụng cho cái công trình của nhà mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của Nguyễn Hữu Nhất để nhận thêm nhiều nội dung khác. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn.